Mark One số 1 về Mark. What's up được cho anh em, Thùng Chôn đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One Channel. Trên tay mình đang là một cái con chuột hết sức đặc biệt và tên gọi của em nó đó chính là Mighty Mouse. Và em nó là một cái con chuột quang được sản xuất bởi Apple. Và cái con chuột này có gì đặc biệt thì ngày hôm nay hãy cùng mình trên tay cũng như là review về cái sản phẩm này nhé. Điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về thiết kế của cái sản phẩm này. Cái con chuột này thì nó ra mắt cỡ được khoảng tầm là 10 năm rồi. Ngày xưa cái kết nối không dây ấy nó chưa thực sự phổ biến và có thể nói đây là một trong những cái con chuột thế hệ đầu của nhà Apple. Các bạn có thể thấy là cái dây của chúng ta nó dài cỡ chỉ khoảng tầm là 40 cho đến 50cm mà thôi. Tại sao cái dây nó lại ngắn như này thì đơn giản là cái con chuột này sinh ra là để sử dụng chung với lại những cái sản phẩm MacBook hay là những cái sản phẩm iMac rồi là Mac Pro. Thì những cái sản phẩm đó thì thường đặt ở trên bàn và chúng ta không cần một cái đoạn dây quá là dài, chúng ta chỉ cần như thế này là đủ. Cái dây ngắn này khi mà các bạn xài chung với lại những cái sản phẩm đến từ Apple thì thực sự rất là thích, nó không bị dài lòng thòng, rồi các bạn sẽ không cần phải buộc dây vào. Ở đây thì chúng ta có một cái con chuột thiết kế giống như là một cái bánh xà bông vậy. Đây các bạn thấy đấy, nó sẽ khá là đều cái phần đỉnh chuột cũng như là phần ở dưới của con chuột. Nhưng mà khi mà các bạn quay ngang đi thì nó sẽ có một cái độ thoải nhất định. Khi mà cầm ở trên tay thì thực sự nếu so sánh với lại những cái thiết bị chuột gần đây của Apple đó chính là Magic Mouse, cái con chuột sử dụng công nghệ Bluetooth ấy, thì thực sự là mình thấy cái con chuột này nó có một cái khả năng cầm nắm là tốt hơn do cái độ cao của chuột nó cao hơn. Chính vậy là cầm thì nó thoải mái hơn. Và toàn bộ con chuột này của chúng ta thì được làm bằng nhựa và nó thực sự là rất tối giản và cực kỳ ít chi tiết thừa. Đây các bạn có thể nhìn thấy là ngay cả cái phần giữa của con chuột này thì chúng cũng sẽ không được chia chuột trái chuột phải, và cả cái bề mặt này trên này của chúng ta là một miếng nhựa luôn. Và nó tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác gì đó nó là đồng nhất. Cái mặt đế của con chuột này cũng được làm hết sức là đẹp cũng như là tinh tế nếu so sánh với lại những cái con chuột quang khác. Đây các bạn có thể nhìn thấy là cái phần nhựa này của chúng ta này, nó là một miếng nhựa cũng như là nó được kê lên, và những cái thông tin chi tiết ở đây được in bằng một cái loại mực thực sự là sờ rất là xịn và kiểu cảm giác cao cấp luôn ấy. Đây các cái phần dây nối của chúng ta nó cũng được làm hoàn thiện một cách hết sức là cao cấp. Cái chất liệu dây này thì nó tương đương với lại những cái dây sạc Lightning đến từ nhà Apple. Và khi mà cắm con chuột này vào thì các bạn có thể thấy là đây là cái mắt đọc quang của chúng ta và nó là cái LED đỏ nhá. Và ở trên cái bề mặt của con chuột chúng ta sẽ có một cái có thể gọi là trackball. Nếu mà bạn nào đã từng sử dụng những cái sản phẩm BlackBerry thì các bạn sẽ biết được cái trackball này nó có tác dụng gì. Bình thường những cái con chuột khác thì chúng ta sẽ có chức năng là cuộn lên cuộn xuống, nhưng mà đối với lại cái con chuột này thì cái trackball này nó sẽ giúp chúng ta có thể lăn một cách đa chiều hơn. Nó có thể lên xuống trái phải, nghiêng trên nghiêng dưới, rất là tiện luôn. Và cái bề mặt này của chúng ta nó không chia chuột trái chuột phải thì chúng ta sử dụng chuột trái như nào? Đơn giản, chuột trái thì là một click, còn chuột phải thì các bạn có thể set up trong cái phần cài đặt. Ví dụ như là các bạn có thể ấn ở bên phải thì nó là chuột phải, và các bạn có thể sử dụng chuột phải bằng cách là ấn vào con lăn thì nó cũng là chuột phải. Hoặc là các bạn có thể nhìn thấy ở hai bên của con chuột nó sẽ có hai cái phím như này, và chúng ta cũng có thể set up một cái chức năng gì đó để cho hai cái phím này. Và thực sự là cái con chuột Mighty Mouse này mình thích hơn những cái sản phẩm Magic Mouse ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là thiết kế của nó không đẹp bằng Magic Mouse nhưng nó lại cho mình một cái trải nghiệm cầm nắm là tốt hơn. Cũng như là việc là mình thích một cái con chuột có dây hơn là một cái con chuột không dây, bởi vì là trong cái quá trình làm việc, trong cái quá trình chỉnh sửa video của mình sẽ không bị gián đoạn bởi cái thời lượng pin của cái con chuột không dây. Cũng như là việc mình không quen sử dụng cái Magic Mouse nó có cái bề mặt cảm ứng, mà mình quen một cái gì đó nó cơ học hơn và nó sẽ giúp cho mình trong cái quá trình làm việc là tốt hơn. Và nếu như mà bạn nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể ghé qua Mark One để trải nghiệm cái con chuột này. Còn video của mình chia sẻ với các bạn về Mighty Mouse đến đây là kết thúc. Các bạn còn muốn mình review về cái sản phẩm nào thì đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.